Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để cho các bạn làm sao để tạo ra cho mình một cái cây hoa mộc hương, một cái bóng tàn nó đẹp nhé các bạn nhé. Cho dù là các bạn rất là yêu thích cây, nhưng mà làm sao một cái cây của nhà bạn các bạn ấy, nó đẹp, nó dày dặm và nó nhiều hoa, lúc bấy giờ các bạn sẽ thấy là cái giá trị của cây nó cao hơn rất là nhiều. Đó, thì đây mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nhé. Ở đây thì mình có hai cái cách làm, một là cách vít cành để tạo theo hình cái nấm, hoặc là hình, đây là hình tàn thông đấy, thì tùy vào cây mà các bạn lựa chọn cái cách để các bạn làm nhé. Ở đây mình làm một cây tàn thông này. Cây tàn thông thì hình dáng của nó như cây thông ấy, nó tàn nó dài, nó dọc dài đấy, đây là cái cách làm tàn thông. Chút nữa thì Trung Kiên sẽ chia sẻ với các bạn là ngoài cái cách làm và chúng ta còn phải có các cái kỹ thuật gì với cây hoa mộc để tạo ra cái bóng tàn nó dày như cái cây mà bác thợ nhà mình đang làm này. Cái cây này mình làm đến lần thứ ba rồi nhé các bạn nhé. Lần thứ nhất và lần thứ hai sẽ làm theo kiểu này. Đây là cái kỹ thuật mà nhà vườn nào cũng làm, và cũng nhà vườn nào cũng làm và cũng rất nhiều biết người biết, nhưng mà ít người sẽ phân tích như Trung Kiên để cho mọi người hiểu kỹ hơn và làm nó đẹp hơn. Đầu tiên thì khi mà lên chậu thì các bạn sẽ vít theo kiểu dạng vít cần câu như này nhé. Vít cần câu là cái tên mà các anh em thợ đặt ra, bởi vì người ta vít từ trên ngọn, đây, giật từ trên ngọn giật xuống. Cái giật này nó sẽ có cái tác dụng gì? Cái giật này sẽ có tác dụng là nó bật, nó làm cho cái cành cây này nó tức này, và bắt đầu nó sẽ bật ra rất nhiều lộc non. Đó. Với cây này này các bạn nhìn, bắt đầu mình vít lần thứ hai rồi thì cái lộc non nó ra rất là nhiều. Đấy. Sau ở hai lần vít mà cái bóng tàn hoặc là cái lộc non nhiều rồi ấy, thì các bạn bắt đầu sẽ đi vào cái lần thứ ba, đấy là lần làm kỹ. Đây là cái lần mình bắt đầu làm kỹ này. Làm kỹ này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cây, chẳng hạn như cây này bóng tàn nó rất là nhiều, nhưng mà thực ra nguyên liệu nếu mà để vít làm tàn và làm kỹ thì nó vẫn còn thiếu. Mình nghĩ là như này xong mình sẽ phải làm thêm khoảng hai lần nữa thì cái tán nó sẽ rất là kín. Chút nữa Trung Kiên sẽ quay cho các bạn một cái tán cây đã thành phẩm và kín cành, kín kín tán để cho các bạn nhìn nhé. Cái này nguyên liệu nó vẫn chưa đủ, như cây này thì nguyên liệu nó nhiều hơn này các bạn này. Nó tùy thuộc phải dựa vào cây. Nhưng mà đây là cái bước làm thứ ba, là mình làm mịn rồi, bắt đầu làm mịn tàn. Thì bắt đầu gò gò cành với cành. Cây này mình làm theo dạng hình nấm này, hoặc là tàn dù. Đấy, cây này thì là hoàn thiện rồi này, đây là cây tàn thông. Các bạn để ý nhé, khi vít này lên thì lộc nó lên rất là mạnh, nó đâm lên và sau khi nó đâm dài ra các bạn vít thêm một lần nữa, vít vài lần thì cái bóng tàn của bạn sẽ rất là dày dặn. Đây là cái kỹ thuật mà để mà làm được đẹp cây thì hầu như là các nhà vườn đều phải làm như này hết. Nếu mà các nhà vườn nào mà có cái kỹ thuật làm đẹp hơn thì có thể comment chia sẻ cho anh em, nhưng theo như mình thì cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật mà 90% các nhà vườn phải làm và để mà có một cây hoa mộc đẹp nhé, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với cái việc mà các bạn đánh một cây hoa mộc ở trong dân mà các bạn để nguyên si thì nó chỉ là phần thô thôi. Giống như một viên ngọc ấy, nó là phần thô và khi mà vào bàn tay của các bác thợ thì nó mới tạo ra cái giá trị cao hơn. Đấy, như cây này thì các thợ nhà mình đã bắt đầu vít để tạo tàn. Đầu tiên làm vít cần câu thì các bạn để ý nhé, bóng của nó sẽ đây này, bóng của nó rất là lưa thưa, bởi vì mục đích ban đầu của chúng ta là để cho tạo ra nhiều lộc non và nhiều cành, nhiều mầm. Nên là các bạn cứ vít
xuống là bắt đầu nó bật cành bật nọc như thế này này. Đấy, nó sẽ ra rất nhiều dăm cành. Sau khi mà ra nhiều dăm cành thì bắt đầu chúng ta mới bắt đầu gò vào thành tán, thành tàn. Cây này muốn đẹp hơn nữa thì phải tầm một lần gò nữa thì cây nó sẽ đẹp hơn. Nên là các bạn làm cây các bạn không ăn ngay được đâu. Đó là những cái kỹ thuật hoặc là những cái chia sẻ kinh nghiệm rất là tâm đắc của mình mà thực ra là không có mấy người làm mộc mà các bạn ấy chia sẻ cho các bạn đâu. Còn cái cách phân biệt mộc ta hay mộc Trung Quốc hay là các cái dòng mộc khác nhau ấy thì sắp tới các bạn cứ follow kênh của Trung Kiên đi, sắp tới mình sẽ làm một vài cái video thật kỹ để cho mọi người nhìn nhé. Mộc nó có rất là nhiều dòng khác nhau. Mình cũng xin giới thiệu qua ở đây là mình đưa lên chậu một số các cây mộc mà chân bệ đẹp và hoành của nó tầm từ 28 cho đến 30. Loại này là nhà mình trồng từ bé. Cây nào cây chất mộc Văn Giang nhé các bạn nhé. Mộc Văn Giang thì nếu mà anh em nào đã mua rồi thì các bạn sẽ thấy là mộc Văn Giang nó có rất nhiều các ưu điểm nổi trội. Từ cái chất mộc đến hoa đến dăm cành. Đặc biệt là dăm cành các bạn để ý này. Chất mộc của Văn Giang ấy, dăm cành bao giờ cũng nhiều hơn. Đã nhiều dăm cành hơn thì cái hoa của nó sẽ nhiều hơn, dày hơn. Khi mà hoa dày hơn thì rõ ràng là đạt được mục đích đầu tiên của các bạn là nếu mà các bạn chơi hoa thì đương nhiên là hoa phải nhiều, hoa thơm và dày hoa. Đấy là mục đích đầu tiên của những người chơi cây. Còn sau đó thì các bạn sẽ tính đến chuyện là cây chất cây già, chất cây già này, cây đẹp này, thân một hay là thoát thân bao nhiêu. Đấy là sở thích của từng người. Nhưng cái quan trọng nhất là chơi cây hoa các bạn phải thì kiếm được những cái dòng cây mà nó nhiều hoa, hoa đúng theo ý muốn chẳng hạn như độ thơm, cái chất cây này, chất cây nó sáng thân, nó già thân. Đấy, khi các bạn chơi kỹ thì bạn sẽ tính đến cái chuyện đấy. Với những cây mộc này thì để mà chia sẻ cái kỹ thuật viết ấy, thì nó cũng đơn giản như là những cây hoa mẫu đơn của nhà mình thôi. Các bạn có thể xem các cái video về hoa mẫu đơn mình chia sẻ rất là kỹ rồi. Hoa mộc thì bản thân các bạn làm tàn làm tán thì nó cũng tương tự như hoa mẫu đơn. Cái quan trọng nhất là cái tạo ra các dăm cành như thế nào ấy. Cái đấy là cái quan trọng nhất mà mình nghĩ là có rất nhiều các cái bạn nhà vườn cũng như là các bạn buôn cây ấy, chưa chắc đã biết điều này. Vì vậy nên là rất là mình đã làm một cái video như này để chia sẻ với anh em. Bây giờ mình sẽ sang quay cho các bạn một cái cây mộc hương mà làm theo cái kiểu này và nó thành phẩm nhé các bạn nhé. Cây này sau khoảng 2-3 tháng nữa đến cuối năm nay thì cây này nó sẽ rất là sum này. Đây, mình sẽ quay cho các bạn. Đây là một cây mộc hương thành phẩm này. Cây này thì nó to quá rồi nên là phải làm khung, khung để đỡ và níu nên là nhìn nó càng khủng khiếp luôn. Đấy. Với những cái cây mộc mà bóng nó dày như này các bạn này là phải vít rất là nhiều lần và làm như thế này thì nó mới thành phẩm được. Các bạn có thể gặp những cây mộc rất là to nhưng mà cái tán nó sẽ không thể dày như thế này được. Đây các bạn nhìn tán nó dày kít rồi. Trên thì vẫn là vít theo kiểu dạng tán tự nhiên nhưng dưới này là có một cái khung và cái trụ đỡ. Cái khung vòng này này các bạn này. Sau một thời gian nữa nếu mà các bạn không thích, các bạn nhìn nó chướng mắt, các bạn có thể bỏ đi, cắt nó đi. Chỉ giữ lại cái trụ trung tâm thôi.
Cái bóng tàn của cây này rất là đẹp. Cây này thì hoành nó cũng 5-6, 5-7 rồi. Cây cũng rất là to. Nhưng mà những cây to như này thì ít người làm được cái bóng tàn nó dày dăm như thế này lắm. Các bạn chơi mộc thì các bạn sẽ thấu hiểu cái điều này. Thì rất là mong là cái video này sẽ chia sẻ và giải quyết được cái bài toán mà các bạn muốn làm dăm làm tàn cho cây hoa mộc. Các bạn có nhu cầu về cây hoa mộc hương thì bên vườn Trung Kiên có rất là nhiều các cái loại mộc khác nhau nhé, rất nhiều size mộc, còn mình bán thì chủ yếu là mộc Văn Giang thôi. Đây, chân mộc của nó rất là đẹp, sáng thân. Những cây này thì nó khoảng độ 20 tuổi rồi, 20 tuổi, hơn 20 tuổi. Các bạn để ý nhé, khi mà chọn cây các bạn để ý cái mắt cây này. Mắt cây, những cái cây này nó tạo mắt, nó đã rơi vào khoảng 5-7 năm rồi. Và sau khi mà mắt có mắt ở trên cây thì nó lại nứt cả mắt như này này. Thì những cây này nó sẽ là cái hàng rất là già. Các bạn phân biệt cái độ tuổi theo cái mắt cây và cái thân của cây. Ở đây mình có khá là nhiều, ngoài ra ở vườn ở trong nhà mình cũng có vài chục cây. Nên là anh em mà muốn mua chơi hay là muốn mua mua để về làm tiếp thì các bạn có thể liên hệ với Trung Kiên. Số điện thoại của Trung Kiên là 0977 999 046 nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.